vị trí khác luôn, tại tính chất của nó tương tự như là đánh giá một cái nào vậy, coi như bốn mà cái nào đó nó chỉ khác chỗ là ở một vị trí của vị tôi nó sẽ khác nhau, còn tính chất khác là tương tự thì mình có thể ứng dụng cho nó là vị trí khác. Mục tiêu là các chị đã ghi nhớ thì các bạn đã thanh mảnh cần đánh giá khi mà họ sắp mặt và sự khác biệt những đặc điểm đó chỉ có cái hạnh là tính và ác tính như thế nào. Tổng quan chứ thì trong cơ thể mình có khoảng 800 hạnh, trong đó có một bộ chiếm được 1/3, và kích thước của hạnh bình thường ở người có thể thay đổi từ nhỏ cho tới lớn, từ 3 mm cho tới mức có những cái vị trí như nắp hay là bẹn, kích thước nó phải là tới 20-25 cm. Và hầu như các cái hạch là nằm hông, cho nên mình có thể khảo sát bằng siêu âm. Những cái kỹ thuật hình ảnh hiện tại thì có thể đánh giá hạch, nhưng mà cái độ nhạy và độ đậm nó sẽ khác nhau tùy theo các phương tiện. Thì siêu âm có cái độ nhạy và độ đậm khá là cao. Trong khi những cái CT MRI thì cái độ đặc biệt của nó thua siêu âm một chút. Nhưng mà cái về mặt để đánh giá có một cái nhìn chung á, thì CT MRI mình đánh giá số lượng mạch sẽ có cái nhìn tổng quan dễ hơn là siêu âm. Tại sao mình phải quét đúng cái vị trí mình mới đánh giá, mình mới tìm cái hạch đó là cái gì. Khi mà siêu âm kết hợp với MRI thì đương nhiên nó sẽ là tăng cái độ nhẹ và độ đặc hiệu lên, còn PET CT thì nó sẽ giúp cho mình trong việc chẩn đoán một cái hạch là tính hay ác tính, cho nên là cái độ đặc hiệu của nó là cao nhất. Nói sơ qua đây là các phút cấu tạo của cái hạch về đại khái thì nó sẽ có những cái thì các chị biết hạch nó là cái trạng tu chuyển của mặt và thận, cho nên là nó sẽ là một cái nơi mà nó sẽ tiếp xúc với những cái tác nhân nhiễm khuẩn hoặc là những cái tế bào bạn, và nó là cũng là cái trong những yếu tố khởi động dịch của cơ thể. Thì cái đường dẫn của bạch huyết tới hạch sẽ có nhiều đường, nhưng mà cái đường đi tâm sẽ, tức là dẫn của bạch huyết từ hạch đi nơi khác thì nó chỉ có một đường ở vùng rốn hạch. Thì ở vùng rốn hạch này sẽ có cái mạch máu đi vào chi nhánh ra, trong này sẽ có những cái nang lympho, có nang lympho nguyên thủy và cái nang lympho thứ cấp. Thứ cấp là sau khi mà nó là những cái lympho vào nó tiếp xúc với lại kháng nguyên rồi nó sẽ tạo thành cái nang này. Rồi, để khảo sát trên siêu âm thì vì hạch nằm nông, cho nên cái đầu dò để khảo sát những cái hạch nằm nông thì cái đầu dò mình sử dụng sẽ là đầu dò nặng. Còn thí dụ như khảo sát hạch bụng thì mình sẽ dùng con. Tần số thì đương nhiên là tương ứng với cái tần số của đầu dò nặng. Ngoài cái Doppler, xin lỗi, ngoài cái siêu âm móc B tức là chấm đen, mình có thể khảo sát thêm cái tính chất cái hình thái tưới máu như những cái con số của mạch máu trong đó và cái đất lơ màu là đất lơ phổ. Còn LTI là cái gì? Cái đó là cái xương đàn hồi và gian thận, thì cái này nó thuộc vào phần cao cấp, thì ở cái phần xương cao hơn, cho nên là ở đây mình sẽ không có đề cập cái phần đó. Nhưng mà với lại bây giờ cái xương âm của mình thì chủ yếu là xương tưới máu màu với lại đất lưng cổ thôi, chứ còn cái xoang đại hồi thì không phải thế nào cũng có. Nhưng mà cái thì cái đất lưng hồi để mình đánh giá cái tưới máu của nó, tưới máu của một cái hạch nó nằm ở trung tâm thôi hay là ở ngoài biên của hạch hay là ở xung quanh hạch vân, thì cái cách mà mình thông thường người ta sẽ cái tốc vượt tốc thật nhỏ chảy ở trong hạch, những cái mạch máu động mạch ở trong hạch nó cũng nhỏ nhỏ hơn, còn cái VLF phải giảm xuống một xíu. Còn cái gian hồn thì người ta cứ mình cái tăng hết cỡ lên nó giảm như một cái là mất nhiễm, thì mình sẽ để nó lên mình đánh giá cái mạch máu của nó mạch đất lơ cổ, thì mình sẽ đo cái kháng lệnh với lại vận tốc của đỉnh tâm phu. Thì cái này các anh chị chỉ chưa chắc là chưa học cái lần nguyên lý đúng không, thì cái này không nghe sơ không biết thôi. Khi nào
cái yếu tố quá quan trọng trong cái việc đánh giá học, và cái mốc bên là cái chứng chỉ. Còn cái như lớp đầu mà còn cái mà trong đại hội á thì nó chỉ dựa trên cái nguyên lý là những cái hạt ác tính thì nó cái mật độ nó sẽ cứng hơn so với cái hạt vi và hạt bình thường. Thì người ta quy định cái phổ màu trên cái trong đại hội cái khi nào mà con học cái phần trên cao nó chúng chị sẽ biết thôi. Rồi tương tác cho mặt cổ thì bệnh nhân sẽ tương tác một nửa, làm sao mà bộc lộ cái cổ có đa, nghĩa là người ta sẽ cho trên cái gối cái chúng ta để bệnh nhân ngã cổ ra phía sau để dễ làm hơn. Thì cách quét thì các anh chị được làm thì sẽ được hướng dẫn thêm, có miễn sao là quét hết vùng cổ ha, thì có thể quét được giữa trước là quét được một bên sang bên còn lại. Thì mình sẽ khảo sát cái vùng nào trong cổ, thì xíu mình sẽ coi là cái hạch lên những vị trí nào, mình sẽ đánh giá này một chút. Rồi khi đánh giá hạch thì người ta sẽ chú ý đến cái gì, chú ý đến số lượng hạch. Có những cái vùng cái này chị nói sau số lượng hạch công bố. Cái thứ hai là cái kích thước của hạch, thứ ba là hình dạng được vờ, thứ tư là cái rốn hạch. Rốn hạch ở đây là bao gồm có sự hiện diện của rốn hạch hay không, phản âm nó như thế nào, và cái phản âm của cái nhu mô hạch ở xung quanh. Thì cái đốm cái hạch thì người ta chỉ là cỏ với là tủy, thì cái tủy là cái đốm hạch. Và cuối cùng là cái phân bố mạch máu bên trong hạch như thế nào. Rồi, về số lượng và phân bố thì thông thường ở vùng cổ mình có các chỉ là sơ giá thì có thể phải lướt sơ cái hạch cổ thì thì thông thường mình chưa đi kiến tập mình sẽ thấy là bác sĩ cũng hay đọc cái hạch của mình nhưng không có triệu chứng gì hết, thì đó là những cái hạch bình thường và nó có thể hiện diện từ 5-6 hạch. Hình dạng xíu nữa mình sẽ nói xong. Và ở trẻ em á thì cái số lượng hạch cổ nó sẽ nhiều hơn ở người lớn, do cái phản ứng của trẻ em nó nhiều hơn, giống như là những cái amidan hay là cái AAV nó cũng thường to hơn người lớn. Rồi những cái vùng mà mình có thể thấy là hạch cổ bình thường thì đa số là ở vùng tam giác cổ sau, là ở vùng góc hàm, dưới hàm. Bởi vì những vùng này là cái vùng dẫn lưu của cái vi trùng hô hấp trên mà không ít. Và ngay cả người lớn thì cái xác suất là vi hô hấp trên là cũng cao, cho nên cái hạch này thường là nó bị đại hơn so với những vị trí khác. Rồi nếu mà những cái vị trí còn lại mà bình thường hết mà lại không có hạch, bây giờ thì nó nhiều hạch lên thì phải coi chừng chỗ đó là nó có bất thường. Phân loại của nhóm hạch, hạch cổ thì chia theo cái hiệp hội đồng hạch cổ của Mỹ thì người ta chia ra 7 nhóm. Trong cái nhóm 7 là nó sẽ trùng một phần với lại cái hạch trung hạch trên. Cho nên chủ yếu mình sẽ tập trung vô 6 cái nhóm còn lại. Là sẽ có nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì trong cái nhóm 1 người ta sẽ chia ra 1A, 1B, nhóm 2 và nhóm 5 cũng tương tự. Và đây là những cái mốc trên siêu âm mà mình sẽ sử dụng nó để phân biệt các nhóm này với nhau. Thì trên cái hình trên này, đây là cái mặt cắt mà dưới cầm xuống giữa xuống dưới này, thì mình sẽ cắt ra được cái hình đó. Thì hai cái cơ hai bên này nó chính là hai cái cuộn trước của cơ nhị thân, và cái ranh giới này ta vẽ ra chính là cái giới hạn trong của cuộn trước cơ nhị thân. Còn bên này là tuyến giới hạn, và cái móc mình lấy là chính là bờ sâu của tuyến dưới hàm. Rồi cái hình này là cái hình cắt ngang của vùng cổ này, thì phía trước này là tuyến dưới hàm, còn nguyên cái này là cấu trúc này chính là cái cơ ức lồng chẩn, thì nó sẽ liên quan đến nhóm hạch 2, 3, 4. Còn đây là cắt ở phía nhìn ra đây là tuyến giáp, mọi người học bài xem nhé đấy ta. Rồi thì đây là nhìn ra là cái tuyến giáp ha, thì cái móc của nó sẽ là vào trong hai cái động mạch cảnh chung, chỗ này là động mạch cảnh chung mà nằm sát cái tuyến giáp, đây là cắt được giữa. Rồi cụ thể xíu thì nhóm 1 sẽ chia hai nhóm là 1A và 1B, thì 1A còn gọi là hạch huyết cầm, còn 1B là hạch huyết hàm.
thì cái mốc mà mình đã xác định ở đây chính là thứ nhất là xương móng thì nó cấu trúc xương thì nó trên xương nó sẽ có móng lưng phía trước là cùi dày phía sau có móng lưng thì ở xương móng chính là cái chỗ cái giá biểu cổ với cái đầu này là ngang mức này chỗ này xương móng xuất hiện nếu mà đi này đi vận tập cứ để ở đây thì sẽ thấy có cấu trúc xương ở đây nó chính là xương móng. Và sau của cái dưới hàm sẽ nằm ở hai bên này và sau đó là sẽ ngay sát này luôn. Ngoài bụng trước gần nhiệt hơn thì là mình cắt ở phía dưới cằm thôi. Dưới cằm thì mình sẽ ra cái hình này. Thì cái nhóm mà nằm ở trong cái giới hạn bên trong của bụng trước gần nhiệt hơn thì cái nhóm chính giữa này chính là nhóm 1A. Còn phần còn lại từ cái bờ trong cơ bụng trước gần nhiệt hơn trở ra phía sau thì nó sẽ là một B đến bờ sau của cái dưới hạn. Mình tưởng tượng được không? Bây giờ 1A, 1B là sẽ nằm vào cổ phía dưới cằm. Chính giữa là 1A, 2B là 1B. Thế là sẽ có một nhóm 1A thôi và có hai nhóm 1B. Rồi vị trí dẫn lô thì cái này khi nào có bài đọc anh cảm thêm. Và nhóm số 2, thì nhóm số 2, nhóm số 3, đến nhóm số 4 là nó sẽ chạy dọc trong cơ hoàn chỉnh. Thì cái mốc của nó cái móc của nhóm 2, 3, 4 sẽ là bờ sau cơ thần chỉnh. Bờ sau cơ thần chỉnh là nhóm phía trước. Từ bờ sau tính đến trước là nhóm 2, 3, 4. Còn từ bờ sau trở ra phía sau là nhóm 5. Rồi rồi làm sao phân chia được rồi cái giới hạn xin lỗi. Rồi làm sao phân biệt những nhóm 2, 3, 4 với nhau thì nó sẽ có những cái móc, thứ nhất là cái bờ của dưới xương móng và dưới xương móng trở từ bờ dưới xương móng trở lên nó sẽ là nhóm 2, từ bờ dưới xương móng cho tới bờ dưới cái đó sẽ nó sẽ thì cái nó sẽ có cái móc là bờ xương móng với lại bờ dưới của sụn nhẫn thì từ bờ dưới của xương móng nói chung bỏ cái bờ dưới thì coi như xương móng trở lên mà nằm ở cái khoảng từ bờ sau phía của cơ thần chỉnh phía trước là nhóm 2. Như cái hình này, cái bờ sau cơ thần chỉnh đi ra phía trước cho tới cái bó mạch cảnh và trước của bó mạch cảnh thì nguyên cái chỗ này từ cái xương móng đổ lên nó sẽ là nhóm 2. Còn cái nhóm 3 là nó sẽ là từ cái xương móng cho tới bờ dưới của sụn nhẫn và từ bờ dưới sụn nhẫn cho tới cái bờ trên của xương đòn nó chính là nhóm 4. Nhìn hình này chị vô có được không? Và những cái vị trí dẫn lô này thì mình tham khảo thêm thì cái nhóm 2 người ta chia ra là nhóm 2A và 2B dựa vào cái bờ sâu của tĩnh mạch cảnh trong bờ sâu của tĩnh mạch cảnh trong. Thực ra cái nhóm này thì nếu mà chị chia được cũng được, còn nếu mà mình tập trung nhóm 2 cũng được, không sao. Rồi nhóm số 3 là còn gọi là tên là cảnh giữa thì cái giới hạn trên dưới của nó chính là bờ chính là xương móng cho tới bờ dưới của sụn nhẫn. Và nhóm 4 là từ bờ dưới sụn nhẫn cho tới bờ trên xương đòn. Còn gọi là cảnh thấp, có nghĩa là nhóm cảnh cao, cảnh giữa và cảnh thấp là tương ứng với 2, 3, 4. Thì đây là chính là cái cắt ngang của cái cơ thần chỉnh. Nên chị thấy vẽ phía trước từ cái bờ sau của tuyến phía dưới hàm ra trước là một B nè, còn cái này phía sau từ bờ sau của cơ động chậm ra phía sau mình ta để là nhóm 5. Rồi 5A đến 5B đó thì nó định lấy cái móc luôn là bờ dưới sụn nhẫn đúng không? Từ bờ dưới sụn nhẫn trở lên nó là 5A, còn trở xuống là 5B. Còn nhóm 6 là nhóm ở phía trước thì trước cái tuyến giáp thì cái móc của nó là bờ trong của động mạch cảnh và dưới xương móng là nguyên cái phần mặt trước cổ của mình, nó là bỏ cái cằm đến từ mặt trước cổ phía trước này sẽ là xương sống và nó phải cái hạch nó phải nằm ở tính từ bờ trong của động mạch cảnh, còn nếu mà ra ngoài từ bờ ngoài động mạch cảnh thì nó sẽ thuộc về nhóm 2, 3, 4, thuộc về nhóm 3, nhóm 4 rồi. Còn nhóm 7 thì nó sẽ nằm ở mặt trước của cái căn cho tới
tới cái tỉnh Ân Cô Giang hiện nay nó sẽ chụp một phần với lại cái trên. Rồi thành cổ thì đang đương nhiên đa phần nó sẽ chụp luôn về cái bệnh lý của vùng là thành cổ. Tuy nhiên nó cũng là nơi thất phủ di căn từ một số cái ung thư, ví dụ như là ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tử cung, tử cung thực quản luôn. Nói chung là trong tiêu hóa của bụng có thể di căn lên tới phía trên. Thì đó là những cái nhóm hạch chính và nó nằm sâu, thường là nó nằm sâu. Ngoài những cái nhóm hạch chính đó, nó sẽ có những cái nhóm hạch khác và nó nằm sâu hơn nữa. Thì đó là như là hoặc là những vị trí đặc biệt, ví dụ như là hạch sâu hậu. Hạch sâu hậu thì mình sẽ mình không với tới được, nó sẽ là CT bên ngoài nó sẽ hỗ trợ cho cái đó. Hạch tuyến mang tai thì mình sẽ âm được. Hạch trước và sau tai là ngay phía trước tai đây nè, ngay phía trước lỗ tai với là ngay phía sau lỗ tai, và hạch chẵn là ngay phía sau này. Rồi đó là những cái hạch nông mà người ta thường sẽ sờ được, và khi mà sờ được như vậy thì người ta sẽ đi khám là bị cái hạch ở những vị trí đó. Chứ còn những cái vòng sau này khi người ta không có sờ được, trừ khi nào mà nó lớn, đủ lớn. Còn nếu mà những cái hạch mà nhỏ nhỏ mới chớm, những cái hạch bệnh lý còn nhỏ thì không được những cái hạch mà nằm phía cổ nhóm 2-3 có khi sợ cũng được. Bởi vì cái hạch của nhóm 2-3 là nó nằm ở phía trong của cái cơ tổng chẩn, cái nó phải nằm bên ngoài. Vô được không? Nằm phía trong của cơ tổng chẩn, tức là phía bên trong á. Tức là mình khi mình sờ, phải sờ cái, thấy cơ tổng chẩn trước và có cái hạch đó. Cho nên nhiều khi cái cơ của mình nó dày đó, thì nhiều khi sờ nó cũng khó hơn. Còn những cái hạch này á, ví dụ hạch trước tay, sau tay, cái hạch chẵn thì cái hạch nó là rất là nông. Rồi cái thứ hai được đánh giá là về kích thước. Kích thước thì người ta sẽ người ta quan tâm tới cái trục ngắn của nó, quan tâm trục ngắn hơn là trục dài. Tuy nhiên là cũng đã có những cái nghiên cứu hết rồi, người ta thấy cái tương quan giữa trục ngắn với những cái bệnh lý hạch nó là cao hơn so với trục dài, cho người ta sẽ xét cho cái trục ngắn. Thì cái mốc nó không có một cái mốc giới hạn nào thực sự của lành cũng cái hạch ác tính hay ác tính hay những bình thường với bệnh lý cả. Chẳng qua mình lấy cái mốc mốc nếu kích thước nó nhỏ chẳng hạn. Nếu kích thước nó nhỏ thì độ nhạy nó sẽ cao, độ đặc hiệu nó sẽ thấp. Ngược lại, nếu mà lấy cái kích thước này nó lớn là móc thì nó độ đặc hiệu của nó sẽ cao hơn, độ nhạy nó lại thấp hơn. Và ở và những cái vị trí khác nhau thì kích thước của nó cũng sẽ khác nhau. Ở những như hồi nãy nói những cái vùng mà hay dẫn lưu với cái như mắt trơn, đặc biệt cái đây là cái hạch dưới hàm với lại hạch chỗ góc hàm đây này, thì thường kích thước nó sẽ to hơn những vị trí khác, cho nó lại thay đổi theo tùy theo nhóm hạch. Và người trẻ thì hạch nó cũng nhỏ, cũng thường là nhỏ hơn người lớn tuổi. Với người lớn tuổi thì cái vùng đó nó sẽ nó viêm lâu ngày thì từ nó sẽ bị đại. Như cái bảng này ở đây đó, chị thấy có rất là nhiều nghiên cứu, người ta lấy mốc từ 8 cho tới 10, 15 luôn, có chỗ lấy tới 30 mm. Này là đang nói về trục ngắn đó. Như ở đây mình thấy cái kích thước hạch khác nhau thì cái độ độ nhạy với độ đặc hiệu sẽ khác nhau, nhưng mà lấy kích thước lên tới 10 thì độ đặc hiệu của nó có thể lên tới 100%, trong khi độ nhạy của nó sẽ giảm xuống rất là thấp, còn khoảng 30%. Còn trong khi mình lấy những cái mốc khác thì cái độ nhạy nó sẽ tăng lên, ví dụ như lấy 8 mm thì cái độ nhạy của nó là 58, còn cái độ đặc hiệu của nó thì cũng khoảng 80 mấy, chứ nó không đạt 100%. Thì mà nhiều cái tài liệu thì cái này nó cũng không hẳn thống nhất với nhau. Thường các chị đi thì thấy mọi người hay dùng cái mốc gì 10 mm thì có thể lấy dao động từ 8 cho đến 10 mm. Tại vì cái thước hạch nó không phải là yếu tố duy nhất để mà đánh giá cái hạch, cho nên là mình sẽ coi những cái tính chất khác của hạch nữa.
Và cái việc có ý nghĩa hơn đó là khi mà mình theo dõi một cái hạt cho một bệnh nhân có bệnh lý giãn tính trước đó mà mình thấy cái hạt nó tăng tích xuất theo thời gian, mặc dù nó chưa vượt quá cái giới hạn mà mình định ra, ví dụ như là 10 mm thì nó chụp ngắn nó chưa đến 10 nha. À, hồi xưa nó có lên chụp ngắn có 5 thì bây giờ nó lên chụp ngắn lên 8 chẳng hạn, nó là có ý nghĩa không ạ? Cái tố kế tiếp đó là hình dạng với đường vờ. Thì hình dạng nó sẽ liên quan một phần tới cái kích thước. Thì một cái hạt bình thường nó sẽ có hình bầu dục hoặc là dạng dẹp, có nghĩa là chiều dài nó thì rất là dài nhưng mà chiều rộng nó thì rất là ngắn. Và cái tỷ số mà S trên L là short length đó, là nó phải dưới 0,5. Và bờ của nó thường đều đặn. Cảm giác nhất ở đây không phải là bờ không rõ, bờ nó cũng rõ nhưng mà cái độ nó hơi chủ quan một xíu, cái độ nét của nó tức là khả năng và phân biệt nó với cái màu xung quanh thì khi mình nhìn nó hơi mơ hồ một xíu thì là người ta dùng cái từ kém sắc nét. Thì những cái hạt ác tính khi mà cái trục ngắn của nó bắt đầu to lên và nó làm cho cái tỷ lệ S trên L nó lớn hơn từ 0,5 trở lên thì đó là bắt đầu có bất thường, thì người ta gọi cái đó là tròn chứ không phải là tròn là đỡ cho nó tròn lo ha. Nghĩa là cái S trên L nó từ 0,5 thì nó sẽ là có tính chất tròn. Thì người ta cái này nó cũng có nhiều cái giá trị thích ớt. Khi mà thấy cái tỷ lệ này càng cao thì đương nhiên độ nhạy sẽ giảm và độ đặc biệt sẽ cao. Còn ví dụ như ở đây người ta đưa cho mình một cái thích ớt là 0.65 thì độ nhạy đạt được là 66% trong khi độ đặc biệt là 92%. Và trong đó thì một số vùng nó lại có cái hình dạng hơi tròn, nó là dưới hàm cái hạt tính bên tai và có xu hướng hơi tròn, cho nên cuối cùng thì cái việc hình dạng của nó lại không phải là yếu tố đáng tin cậy lắm để chúng ta phân biệt là tính hay là ác tính. Thì trên này cái ở đây mình thấy cái hạt này cái trục ngắn cái trục dài cái phương án của nó là đường tương đương với nhau 0,7 cho đến 7 mm, nghĩa là chắc chắn là trên 0,5 đúng không? S trên là trên 0,5 thì cái này là các hạt di căn. Hạt di căn này nó có hóa nang trong nên mình thấy nó có cái bụt tạng âm ở phía sau, thấy không? Hạt dưới này thì rất là ghê, dưới này cũng rõ cũng có tạng âm phía sau và nó cũng có vẻ cái trục ngắn này còn nó có đo nhưng mà nó không có đủ, không phải dài lắm. Hạt này cũng gọi là coi như là hạt tròn, hạt này là hạt viên. Nên rõ ràng là khi mà dựa vào cái hạt dạng đâu, khi mà không phân biệt được đâu là lầm đâu phải. Còn bên này cũng tương tự ha, bên này thì mình thấy rõ ràng đây là cái hạt, chỗ này cũng có cái hạt viên, còn đây là cái hạt di căn bờ của nó không có được. Xin lỗi, bên này cái hình này không phải đến bên ngoài cái đó, cái này hình này cho thấy cái đường bờ của nó sắc nét, cái hình cái đá này là chỉ căn luôn, cái đường bờ của nó là sắc nét. Còn bên này thì bờ mờ, hai thằng này hai bên này cũng là chỉ căn. Cái yếu tố kế tiếp đó là đánh giá rối mạch và phản âm của mạch. Thì phản âm của mạch thì nó phản âm kém rồi và rộng nhất và nó thường tương đương với lại cái cơ cái cực. Tại vì đang nói hạt bụng cổ mà thì mình sẽ so sánh được với cái cơ bụng cổ. Còn rốn hạt thì nó sẽ là phản âm dày và nó nằm ở trung tâm hoặc là lợn một phía, và cái vùng rốn hạt đó nó phản âm dày nó sẽ liên tục với cái mỡ ở bên ngoài. Và có nhưng tuy nhiên cái việc mà nhận diện được rốn hạt thì nó chỉ gặp trong khoảng từ khoảng 80-90% hạt bình thường, tức là cũng còn khoảng 10% hạt bình thường rồi không thấy được cái phản âm dày của rốn hạt. Và ngược lại là có từ 4-30% hạt ác tính lại có rối mạch. Tuy nhiên là hạt càng lớn thì cái khả năng mà mình thấy được rối mạch nó sẽ càng lớn. Cho nên là một cái hạt khi mà mình không thấy phản âm dày của rối mạch thì không đồng nghĩa cái hạt đó là hạt ác tính.
ngược lại thì những cái hạt ác tính này bản thân nó sẽ thường nó sẽ thấp hơn cơ ở cạnh bên, trừ cái di căn từ cái sinh tuyến giáp nhẹ nhún thì nó sẽ làm cho cái hạt nó có phản ứng dài, cho nên cái phản ứng của hạt cũng không phải là một yếu tố đáng tin cậy để mà phân biệt là ác. Nghe tới đây nó mặt mày quá. Đây là một cái hạt bình thường, hai cái hạt bình thường thì mình cái mình thấy nó hơi có hơi mập mạp chút xíu. Thì đây là cái cấu hình phản ứng dài của nó nằm hơi lệch bên, tuy nhiên cái phản ứng của nó liên tục rồi tới mình thấy cảm giác là nó liên tục có cái mỡ xung quanh ở đây. Bởi vì cái mỡ xung quanh phản ứng dài của cái mặt, cái cấu hình phản ứng dài do cái đầu phản ứng cho mình không thấy được cái ranh giới như này thôi, chứ thực ra nó có cái ranh giới ở đây. Còn cái hạt này là cái dạng hạt bình thường, hạt dài, và cái cấu hạt của nó là cái dạng đường và khô dài. Thì đây là hình ảnh, hai cái hình ảnh của hạt bình thường. Rồi bỏ đây. Theo các anh chị, hạt nào bình thường? A là bình thường, cái bức thân là bình thường. Hay là tính ác tính chứ ha, hay là tính ác chứ. Hay là tính ác tính. Ác tính hả? Anh ác tính cho đây. Tại sao ai là ác tính? Tiên nó chính là cái tình trạng đóng vôi của cái mặt.
Đông voi thì nó hay gặp trong những cái hạnh nhiễm trùng, đặc biệt là trong lao, là trong những cái hạnh một số bệnh lý di căn thường gặp nhất. Thường gặp nhất là từ carcinoma nhú của tuyến giáp. Nó sẽ có những cái vi voi bên trong. Nếu mà cái voi hóa nó quá lớn thì nó sẽ tạo cái bóng lồng trên, nó sẽ làm cho mình khảo sát cái hạn nó còn sâu của nó. Thì nguyên nhân đây mình có là ca giáp nhiễm nhú. Nhạc tủy thì do cái xác suất ung thư nhạc tủy của tuyến giáp nó không có nhiều, cho nên đa phần sẽ gặp cái sinh năng nhạc nhú và là những cái hạch sau điều trị. Cái hình này các chị thấy gì? Cái khối khá là tròn đúng không? Cái khối hạch khá là tròn. Phản âm của nó là phản âm thế nào? Mình thấy là đây là cái mỏ xung quanh này, cái vùng trung tâm nó phải âm, nó gần gần với cái mỏ đó, có nghĩa là nó tăng phản âm, trong khi cái ngoại viên thì nó vẫn không phản âm kém, vùng trung tâm lại tăng phản âm. Và trong đây mình thấy những cái đốm li ti, đây chính là những cái vi quan hóa, nó sẽ rất là giống cái vi quan hóa trong vùng tuyến giáp. Chắc không biết hồi học bài giá cũng có nhắc cái phần hạnh này, một cái đặc trưng của ca giá hiện nhú. Tức là hình thái của nó trên tuyến giáp thế nào, nó sẽ mang tới cái hạch thì gì thì như nó vậy đó, cho nó sẽ mang âm nó hơi dài và nó sẽ có vi bo bên trong. Và đường bờ, các chị thấy đường bờ với giới hạn không có rõ nữa, này có thể nó đã tấn công của cái vỏ hạch rồi ra ngoài. Còn bên này mình thấy cái hạch, một cái hạch nhỏ hạch trung tâm có một cái đốm và cùi nhầy, cái này có phải rốn hạch hay không? Cái này nó có cái bóng lưng phía sau, cho nên đây là cái đóng vôi thô ở trong trung tâm của hạch. Cái hạt này, đóng vôi thô này, hạt này người ta làm ra nó là một cái hạt lăn. Và cái yếu tố thứ hai là hoại tử, thì những cái đóng vôi và hoại tử thì nó đều liên quan đến các hạt hồi nãy ha. Hạt hoại tử thì nó hay xuất phát từ những cái carcinoma tế bào gai của vùng động mạch cổ. Thì những cái ung thư tế bào gai của vùng động mạch cổ thì khả năng nó hay hoại tử. Thì khi hoại tử như vậy nó sẽ hóa dịch ở bên trong. Vậy thì hình ảnh nó hóa dịch là cái gì? Đó là phản âm trống, phản âm kém. Mà có quan trọng là phải có phản âm phía sau. Mình nhớ là phải có phản âm phía sau. Tại vì nếu mà phản âm kém mà không phản âm phía sau thì cái đó là không gọi là hoại tử được. Nó phải có phản âm phía sau thì cái mình sẽ xác định cái kém đó là dịch lợn cợn. Còn nếu mà kém không có phản âm phía sau thì coi còn cái phần kém là phần đặc. Và khi mà gặp một cái hạch hoại tử như vậy thì người ta phải xem xét nó có phải là hạch vi căn không trước khi mình nói là hạch vi. Ở vùng cổ thì ở những vị trí đặc biệt mình sẽ phải phân biệt với những cái nang mà tính cái vùng cổ, ví dụ như là nang khe mang chẳng hạn. Nang khe mang nó cái nang khe mang số 2 là nó sẽ nằm ở cái cơ thận chẩn mà đặt cao, thì những cái đó mình phải phân biệt với những cái hạch hoại tử hóa nang ở của nhân 2, nhân 3. Thì đây là có hai cái hạch hoại tử. Hoại tử thì nó có thể hóa dịch như vậy. Thì cái hoại tử nó sẽ khác những cái tổn thương dạng nang ở chỗ nào. Tổn thương dạng nang là cái bắp của nó thường nó mỏng. Mình thấy cái giới hạn của bắp cái dịch bên trong mình rõ hơn. Còn hoại tử thì nó là nó bị cái vú thôi, nó chết tế bào ở trong, cho nên là cái cuộc nó với giới hạn trong của nó cũng đã nhanh nhỏ hơn. Thì đây là một cái hoại tử không hóa dịch. Còn bên này nó có cái dạng hoại tử nó gọi là tạm dịch, là hoại tử đông, nghĩa là cái chất hoại tử nó là hình dáng và nó bám lên trên cái thành của cái tổn thương đó, nó tạo thành cái nốt ở khu dày cũng như vậy. Và một cái đặc điểm phổ khác được đó là tính chất kết thành đám của cái hạch đó, thì nó thường gặp trong lao hơn là hạch vi căn. Gặp trong lao nó dính lại thành đám bởi vì nó phản ứng viêm của mô xung quanh nhiều, nó sẽ làm cho các hạch nó có xu hướng dính lại với nhau. Còn hạch vi căn với lymphoma thì nó cũng có tính chất kết đám, nhưng mà nó ít gặp hơn so với cái hạch lao. Khi mà một cái hạch vi căn mà nó kết đám thì là nó là cái hoạt động kích thước nó to. Cái thứ hai là nó xâm lấn khỏi bộ bao, xâm lấn mô xung quanh, vì vậy và như vậy nó sẽ làm dính những cái hạch với nhau.
Còn cái phô mai này thường là nó nằm dính dính lại với nhau, nhưng mà thực chất khi mà mình mổ mình vẫn tách biệt nó được. Và cái bản đánh giá tình trạng tham nhiễm mỡ xung quanh, cũng như tham nhiễm mỡ xung quanh mà nhiều so với cái kích thước của hạch. Và ví dụ như mình gặp cái hạch nó không có quá lớn, nhỏ thôi, giới hạn của nó còn rất rõ, đường vật còn rõ, nhưng mà các khả năng bên trong của nó là dạng khả năng hỗn hợp, là có mình thấy rõ chỗ ngoài tử bên trong, nhưng mà cái khả năng viêm của hạch rất là rộng, thì cái đó nó sẽ hút cho mình cái hạch viêm hơn là cái hạch ác tính. Đã ác tính khi mà tham nhiễm mỡ, khi nào mà nó bắt đầu xâm lấn qua hạch thì nó sẽ tham nhiễm mỡ. Còn nếu mà nó chưa xâm lấn phải bỏ bao hạch đó, thì nó sẽ không còn là không có tham nhiễm mỡ. Còn trong khi những cái hạch viêm thì nó bắt đầu viêm xung quanh nó sẽ nhiều hơn. Ở đây là cái hạch mà ta dính chụp lại với nhau, mình thấy nó nằm san sát lại với nhau. Đây cũng tương tự, đây là cái hạch này là cái hạch ác tính. Và nói chung là tổng hợp những tính chất đó lại thì mình phải coi là khi một gặp các hạch tính bất thường thì mình phải coi nó là phản ứng hạch viêm phổi là ác tính, như mãn người đó. Thì cái hạch phản ứng là thường là cái tình trạng kỳ đại của nó do đáp ứng với kháng nguyên hoặc là cái thâm nhiễm xung quanh, và nó có thể xảy ra cấp tính, mạng tính, có thể cô trú hoặc là lan tỏa, tức là bị nhiều hạch. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng hoặc là cả những nguyên không nhiễm trùng, ví dụ như là có những cái thuốc mà các chất lại nó cũng có thể kỳ đại hạch. Lâm sàng thì thường là mình sẽ thấy hạch to, chắc, đàn hồi và còn di động, và thường gặp ở trẻ em khi mà có nhiễm trùng ở trên, ví dụ viêm amidan, viêm mũi xoang luôn. Thì những cái hạch này nó sẽ là nó là tổng viêm, cho nên là mạch máu nó sẽ cái yếu tố gây giảm mạch, cho nên nó làm giảm cái kháng lực mạch máu với lại cái tốc độ tâm trương, ta sẽ gọi là tốc độ tâm thôi. Và một cái điều cần phải lưu ý đó là nó sẽ bảo tồn, mặc dù nó to nhưng mà nó vẫn bảo tồn hình dạng và cấu trúc. Ví dụ như cái hạch đó mình bình thường mình thấy được đốm hạch, thì cho dù phim kỳ đại thì nó mình vẫn thấy được cái đốm hạch của nó. Đây là một cái hạch phản ứng của một bệnh nhân có viêm đường hô hấp trên, thì mình vẫn còn thấy cái đốm hạch của nó đây, nó hạt rõ và hình của nó vẫn còn cái hình cầu vồng. Hồi khi mà hạch phản ứng mình bỏ đất lơ màu thì mình thấy nó tưới máu nó tăng sinh rất nhiều, nhưng mà tưới máu nó là từ trung tâm tỏa ra ngoài, tức là mình sẽ thấy một cái nhánh mạch máu đi vào đúng mạch sau đó nó tỏa ra. Còn ở những vị trí ngoại biên khác của mạch thì mình không thấy mạch máu nuôi ở ngoại biên đi vào. Đây là đều là những cái hạch phản ứng, tức là từ đây là cái rốn hạch, mạch máu của rốn hạch nó đi vào đây và nó tỏa ra trên này cũng vậy. Khi mình dùng đất lơ của dùng đất lơ màu mà dùng cho hạch thì cái quan trọng của mình nó không phải là coi dòng chiều dòng chảy, cho nên là người ta thường sử dụng đất lơ năng lượng. Đất lơ năng lượng thì người ta quan tâm tính một cái cấu trúc có hay không có dòng chảy thôi, người ta không quan tâm đến cái chiều của nó. Đất lơ màu màu thông thường mà mình thấy có màu xanh màu đỏ thường là nó liên quan đến có chiều dòng chảy đó, để tạo sáng mạch máu cái mạch máu lớn này nọ. Còn để đánh giá một cấu trúc có tướng máu thì không điều đất và năng lượng nó sẽ nhảy. Là hạch viêm phổi thì khi mà một cái hạch phản ứng như ban nãy mà không được giải quyết viêm triệt để thì nó có thể chuyển biến sang khá xe hạch hay còn gọi là một cái bệnh lý viêm phổi mạch bản huyết cấp tính. Và những cái vị trí của nó thường là ở cái hạch góc hàm dưới hàm, hình ảnh của nó sẽ là những cái hạch to tương đồng và có hạch lưu lại, và bên trong của nó sẽ là có hình ảnh hóa dịch, tức là hình ảnh hoại tử này như mình nói, nó sẽ kèm theo cái tăng phía sau và tăng tưới máu xung quanh. Mọi người lưu ý là tăng tưới máu xung quanh chứ có nghĩa là tăng cái tưới máu của cái mô xung quanh, chứ không phải là tăng tưới máu ở ngoài biên của cái hạch đó, hiểu không?
Hình như hành lang thì mình thường sẽ bắt gặp cái hình ảnh gì? À, nó sẽ là có hình tròn kén, không thấy đúng là có mặt tử bên trong, tụ thành đám và rất nhiệt mở xung quanh. Nếu mà mình còn thấy được cái vỏ bao của mặt thì một cái vỏ bao nó sẽ dày lên cái phản ứng. Và phân bố mạch máu ở đây thì nó là phức tạp, trong mạch lao thì phân bố mạch máu nó có thể giả ác tính. Thì chúng mình sẽ biết là trong mạch ác tính thì phân bố mạch máu như thế nào, thì lao nó đều có những hình thái giống như vậy. Hạch lao khi mà nó chưa có hoại tử cái đốm mạch thì mình còn thấy được tưới máu trong, còn khi mà nó hoại tử cái đốm mạch rồi thì đương nhiên cái tưới máu của đốm mạch nó sẽ bị mất đi, cho nên là một là nó mất, hai là nó bị chèn ép nhiều quá mình không thấy được. Ở đây là hai cái hạch ngược với nhau. Chị thấy nó có tính chất gì, đâu có gì đặc biệt đúng không? Phản âm rất là kém. Ở đây là hai cái thành sát nhau, coi như là tụ thành đám rồi. Bên trong này nó không có bụng, ở đây là hóa dịch. Thì cái thành này người ta đặt ra nó là cái thành lao. Ở đây cái thành này rất là tròn, nhìn rất là ghê, rất là giống ác tính đúng không? Còn cái vùng xung quanh này là cái gì? Cái vùng xung quanh này là thực chất là nó là cái mô viêm của xung quanh thôi, chứ không có hạch hay là cái gì, không phải là khối gì hết, nó là cái mô viêm của cái mô xung quanh. Cho cái trường này không lớn lắm, nếu mà trường lớn thì thấy có thể thấy là mờ, có những cái thâm nhiễm mỡ ở xung quanh cái bánh này. Rồi, khi một cái bệnh lý hạch vậy thì là nó xảy ra cái vùng vỏ hạch. Thì một cái tổn thương, đây là đang nói về cơ chế của cái tổn thương ác tính. Một cái tổn thương ban đầu nó xuất phát ở ngoài viêm thì mình chỉ thấy là nó cái vỏ hạch nó phản kém trọng nhất thôi, mà mình vẫn còn thấy được đốm hạch này nọ. Nên cái giai đoạn này thường mà rất là khó phát hiện. Rồi sau đó khi cái tổn thương thì nó to lên thì nó sẽ bắt đầu có nó ăn nhiều mạch máu, ăn nhiều đốm hạch, chèn ép đốm hạch. Nên khi đó mình sẽ thấy như cái mạch máu của mình nó sẽ bị ép lại. Riêng cái tổn thương ở vị trí này nó sẽ có tăng sinh mạch máu mô nơi đây. Tức là ngoài cái phản ứng không đồng nhất của khối này, sẽ có thể có tăng sinh mạch máu ở ngoài viêm. Tức là có những cái thắng mạch nó đi thẳng hơn trong này. Và khi mà nó lớn hơn nữa thì nó sẽ ăn cái đốm mạch. Khi này mình sẽ không còn thấy cái mạch máu bình thường của đốm mạch. Thì hạch ác tính nó sẽ có hai nhánh lớn, tức là hạch di căn với hạch liên cơ mang. Lymphoma thì mấy cái tên Hodgkin với lại Hodgkin thì cơ bản sơ âm cũng không phân biệt được. Đối với lymphoma thì hạch nó thường có dạng tròn, phản ứng kém và cũng mất đốm hạch. Còn cái rất là quan trọng mà hồi xưa người ta tưởng là nó tạo nang bên trong, nhưng thực chất không phải là tạo nang mà nó là có hình lưới ở bên trong, có dạng lưới ở bên trong. Và lymphoma nó cũng thường hay tụ bên trong thành đám, và khi ở vùng cổ vậy ra giữa hạch lymphoma với hạch di căn thì nó cái tính chất này cũng tương tự, nhưng mà ở liên quan nó không đặc tính gì, không chỉ biết không? Khi mà nó bao vây mạch máu thì nó sẽ như thế nào? Khi mà nó tạo thành đám vậy thì nó chắc chắn nó sẽ chèn mạch máu này nọ đúng không? Nhưng mà thường là nó không có gây chèn ép mạch máu. Mặc dù là nó bao vây mạch máu, nó lại không có chèn ép cái di căn thì có thể chèn ép ra xung lớn mạch máu. Lymphoma thì thường cái vỏ bao của nó thường nó đều lắm, thì nó rõ lắm. Còn di căn, nếu mà hạch di căn mà cái tổn thương nó xâm lấn vào vỏ bao rồi thì nó còn cái đường bờ ngoài nó sẽ giới hạn không rõ và không đều nữa. Rồi về hình thái tưới máu của hạch ác tính, đây là bao gồm cho cả lympho với lại di căn ha. Nó sẽ có dạng tưới máu ngoại biên và tưới máu hỗn hợp. Tưới máu hỗn hợp là bao gồm cả tưới máu ngoại biên và trung tâm. Nên khi đó mình sẽ thấy mạch máu nó đi vô hạch, không phải chỉ từ đốm hạch mà còn từ ở những vị trí khác. Thì những cái mạch máu này kháng thực rất là cao, cho nên là người ta sẽ đo ra rồi cái vi cực cao. Tuy nhiên cái chỉ số đất đơn cổ này thì nó lại không có giá trị nhiều. Và người ta thấy là trong khi mà sử dụng đất đơn hồn để đánh giá cái mạch thì nó chỉ hỗ trợ có là tăng thêm 5%
năng chuẩn đoán bệnh nhân tính là tăng lên 17%, khả năng chuẩn đoán là phản ứng. Thì cái con số 5% này nó cũng là nó không lớn. Thì đó rõ ràng thì cái đó là một cái nhóm năng lượng, nó chỉ hỗ trợ cho một phần cho mình, chứ nó không phải là cái quyết định hoàn toàn. Và khi mà một cái nghiên cứu của Kimura cách đây cũng khá là lâu, 20 năm, thì người ta thấy rằng cái tình trạng tưới máu ngoại biên, tưới máu ngoại biên mạch cộng với cái hình dạng của nó có dạng hình tròn, có nghĩa là cái chuột ngắn của nó tỷ lệ chuột ngắn trên chuột dài trên 0.65 thì nó có đạt được độ nhạy là 92%, và người ta hiểu đến 100%. Đây cũng chỉ là một cái con số cho mình tham khảo. Thì do đó mình thấy là cái việc tưới máu ở đây là cái hình thái tưới máu thì nó sẽ quan trọng hơn cái RBC này. Những cái hình thái tưới máu ngoại biên là phải coi chừng có phải là ăn tính không, trước khi mà nghĩ nó là ăn tính thì mình phải đặt vấn đề loại trừ cho bằng được cái ăn tính đó. Và đây là cái vị trí di căn anh chị về tham khảo. Ví dụ như cái vùng hầu miệng hạ hầu thanh quản nó hay di căn cái thận nhóm 24, vùng hầu thì nó sẽ di căn thành cổ sâu hoặc là cổ cao là cái nhóm 2, cổ sâu là cái nhóm 5A. Còn những cái như ung thư vú và ung thư phổi thì cái này mình xương hổ học hay di căn cái thận đòn là nhóm 1 cái, hoặc là nhiều lắm thì nó sẽ di căn phía sau thì nó là cái nhóm 2 cổ sâu hoặc là nhóm 5B. Đây mình thấy cái hình vi trên trước tiên. Thì cái hạnh là cái bên nè, người ta chỉ
gì cho mình. Các bạn điểm nhìn vô là mình thấy một cái nốt đi voi. Rồi nhìn lại chút xíu nữa mình thấy rõ ràng trung tâm nó phản ứng dày, cái này cái cơ mà phản ứng cơ, rõ ràng cái băng trung tâm này nó dày cái cơ. Đây là điểm mình của cái gì? Cái giá trị nhú như căng thẳng. Hình thái đó là hình tròn rồi không? Rồi đây là một số cái hình ảnh tương ứng, hai cái hình này đều là di căn hẳn. Thì đây mình thấy, đây là những chỗ này không nhìn ra được đâu là cái rốn hết. Nhưng mà mình thấy nó có những cái mạch máu ở ngoại biên, mạch máu vui từ ngoại biên, ở đây một vị trí, ở đây một vị trí. Rồi ở đây cũng một vị trí nữa. Trường hợp này cũng tương tự. Cho nên cái kiểu mình thấy tương ứng này mình phải nghĩ tới ác tính trước khi mà nó lành tính. Cái này cũng vậy ha, mình thấy máu tưới từ bên ngoài chạy xung quanh xong nó có nhánh chạy vô, bên này cũng vậy, nó rất là nhiều nhánh chạy vô đúng rõ hàng này không, cái khả năng ác tính của nó là cao. Còn cái dạng này mình thấy nó có gì như ở trong này thật là phản ứng kém. Mình thấy thì như thế nào, thành tròn đúng không? Bởi vì chuột ngắn, chuột dài tương đương. Ở trong này mình thấy nó có một cái phản âm dạng như cái sợi nó uốn lượn ở trong. Nó chính là cái hình lưới của lymphoma. Đây là cái tư máu thì giữa lymphoma nha, khi thành di căn thì nó lại cái tư máu của nó lại không có khác biệt. Đây là mạch của các hạt lymphoma, tư máu của nó thì đây là cái vùng rốn hạch. Mọi người thấy là nó cũng chi nhánh từ rốn đàng hoàng ha, mà nhìn lại thì đây nó có những cái nhánh nuôi ở ngoại biên từ vị trí khác nữa. Cho nên đây là cái hình thái tưới máu hỗn hợp. Rồi, mình tóm lại thì mình phải nhớ gì? Phải đánh, khi mà đánh giá hạch thì mình phải đánh giá hình dạng và kích thước của nó, số lượng của nó được. Rồi, còn hay không còn rốn hạch? Rốn hạch ở đây có thể là nhìn bằng mắt bê, có nhìn hạch trắng đen, nó có một cái ô cua dày chính giữa hoặc là phân, nhưng mà cái bản thân nó sẽ đi liên tục cho tới lớp mỡ bên ngoài, hoặc là nó mình không thấy cái bản thân dạng rốn hạch nhưng mình bỏ lớp lên màu vô, mình sẽ thấy tưới máu một nhánh, một hoặc hai nhánh duy nhất ở khu trung tâm, nó sẽ đi từ một hướng đi vào, thì nó cho biết là có hay con không có rốn hạch hoặc là rốn hạch có bị chảy gì không. Độ dày bỏ hạch cũng là một yếu tố phụ để cho mình đánh giá cái hạch đó là hướng lành tính hay hướng ác tính. Có nghĩa là độ dày của bỏ hạch nó thường nó phải khá là đồng đều ở các vị trí. Rồi sự đồng nhất là cái phản âm của cái bỏ hạch nó có đồng đều hay không, nó có những cái cục máu này phải đóng qua bên trong hay không. Bờ của nó là bờ đều hay không, giới hạn có rõ. Thứ nhất là giới hạn có rõ không thì mới nó đều. Còn nếu mà giới hạn không rõ thì coi như mình đâu có đánh giá được cái chuyện là bờ đều không, rồi mà giới hạn không rõ thì tất nhiên sẽ hướng tới cái hạch ác tính, xâm lấn khỏi bỏ hạch. Rồi mình phải lưu ý cái mô xung quanh của nó, mô xung quanh của nó thâm nhiễm mỡ có nhiều hay không, và cái hình thái tưới máu. Hình thái tưới máu của hạch ác tính là nó tưới máu dạng ngoại biên mà là hỗn hợp, trong khi một cái hạch lành tính và ứng thì nó sẽ là tưới máu trung tâm. Còn những cái hạt yêu mũ nếu mà có hoại tử đó, thì mình sẽ không thấy cái máu nó nữa, nhưng mà nó sẽ tăng cái phản ứng viêm của mô xung quanh, cho nên cái máu nó sẽ là tưới máu mô xung quanh chứ nó không phải là tưới máu của ngoại biên ha, những cái đó khác nhau. Nãy giờ thì rõ ràng là cái giới thiệu này thì có sự chồng lắm giữa các hạt tử tướng ngát tính hết, cho đó là không có dự phòng tốt cứ một dấu hiệu nào cách độc lập để mà chẩn đoán cái hạt tử là tính hay ngát tính, mà mình phải tổng hợp nhiều dấu hiệu lại với nhau. Cái hạch ví dụ như giống như mình cho điểm của những hạch này đi, ví dụ hạch cái hạch đó nó có bốn tới năm yếu tố gợi ý ác tính thì đương nhiên cái hạch nó phải hướng ác tính rồi. Cái nữa là các anh chị không được quyền quên đó là phải kết hợp với lâm sàng, bởi vì một cái hạch viêm mũ của chắc chắn mình sẽ rất là đau, trong khi những cái hạch viêm cao của mình không có cảm giác gì. Rồi, cái quan trọng đó là sao mình phải sáng để đánh giá những cái kia, còn cái đất lơ thì nó là hỗ trợ thêm cho mình. Người ta nhìn thấy thì cái siêu âm nó nhạy hơn CT trong đánh giá những cái hạt nông như vậy.
Tại vì xong nó đánh giá được cái hình thái tưới máu, còn trong khi CT thì chỉ coi cái bắp cuốn của nó mà. Thì nhiều khi bắp cuốn tính nó cũng có thể bắp cuốn đồng nhất, chứ không phải lúc nào mà bắp cuốn không đồng nhất. Có thể bắp cuốn đồng nhất thì cái thời gian chụp của mình là nó không phải là liên tục. Mình sau khi tiêm thuốc một thời gian mình mới chụp, cho nên là sẽ không đánh giá được cái kiểu tưới máu của nó. Trừ khi cái hạ tâm mạch tử thì nó sẽ bắp cuốn việc. Và cái quan trọng cuối cùng là nếu mà không xác định được thì thôi mình cứ đề nghị anh này hoặc là sinh thiết. Còn nếu mà cái vị trí quá sâu, sinh thiết khó với tớ thì có thể đề nghị dùng cái bác sĩ tinh. Thì bác sĩ tinh cái độ đặc biệt cho là ác tính sẽ cao hơn cái hiệu quả. Rồi.